Vị, dù đã có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn và nhất là thế mạnh nhờ vào khu kinh tế Dung Quốc, nhưng tỉnh Quảng Ngãi vẫn là một điểm đến còn ít nhiều cân nhắc của các doanh nghiệp trong và ngoài nước bởi các lý do như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chưa thuận lợi, v.v. Chính vì thế, trao đổi tại hội thảo xúc tiến đầu tư vào Quảng Ngãi hôm 6 tháng 5, lãnh đạo tỉnh này cho biết các nhược điểm này đang được tỉnh tích cực khắc phục. Trao đổi tại hội thảo, ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các nhà đầu tư vào tỉnh này đang có nhiều thuận lợi nhờ vào khu kinh tế Dung Quốc, một trong năm khu kinh tế ven biển được chính phủ tập trung đầu tư đến năm 2015. Ngoài khu kinh tế Dung Quốc, Quảng Ngãi còn có 4 khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, vào tháng 4 năm 2012, Quảng Ngãi đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu phức hợp công nghiệp đô thị dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, quy mô 1.764 ha và dự kiến sẽ chính thức khởi công vào tháng 9 tới. Chính quyền Quảng Ngãi và chủ đầu tư đang kỳ vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư chú ý đến dự án này. Ông Anthony Tan, tổng giám đốc VSIP Quảng Ngãi cũng cho rằng, bản thân VSIP chọn tỉnh này để đầu tư khu công nghiệp mới cũng bởi nhiều yếu tố thuận lợi nổi bật. Chúng tôi chọn đầu tư vào miền Trung vì có lợi thế cạnh tranh như giá lao động. Trong đó chúng tôi chọn Quảng Ngãi vì có chính sách thuế và ưu đãi tốt, hạ tầng các khu công nghiệp phát triển và bản thân tỉnh này liên kết hợp tác với các địa phương khác trong khu vực cũng rất tốt. Hiện Quảng Ngãi đang áp dụng các chính sách để ưu đãi các nhà đầu tư vào khu kinh tế Dung Quốc như thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất, miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu trong 5 năm đầu nếu không có nguồn cung nội địa. Tiền thuê đất, giao đất cũng được miễn toàn bộ thời gian hay theo thời hạn tùy theo dự án, v.v. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn về sức hấp dẫn của tỉnh này bởi một số yếu tố như nguồn lao động và hạ tầng giao thông chưa tốt. Các doanh nghiệp cho rằng khả năng cung ứng lao động tại địa phương chưa đảm bảo, khó tìm được nguồn lao động chất lượng cao và kỷ luật lao động còn kém. Ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng nhìn nhận, nguồn lao động đang là điểm yếu của tỉnh này và là một trong ba nguyên nhân khiến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Quảng Ngãi đã tụt chín bậc trong năm 2012. Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đang đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn lao động, nâng cao chất lượng và số lượng. Theo đó, trong năm 2013, dự kiến sẽ đào tạo ra 156.000 lao động. Song song với đó, hệ thống hạ tầng giao thông cũng đã có kế hoạch nâng cấp phát triển. Cụ thể, sân bay Chu Lai dự kiến sẽ nâng cấp trong năm nay. Quốc hội 1A đi qua địa bàn sẽ được mở rộng thêm 4 làn xe đến năm 2015. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã khởi công gói đầu tiên vào tháng 5 vừa qua. Đến nay, Quảng Ngãi đã có 289 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn đăng ký là 177.500 tỷ đồng. Nhân dịp ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, có bài phát biểu tại hội thảo xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi, phóng viên FBNC đã có cuộc trao đổi với ông về những nỗ lực của tỉnh trong việc thu hút đầu tư và trở thành một trong những tỉnh thành nổi bật về phát triển kinh tế xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thưa ông, Quảng Ngãi hiện nay đã thu hút vốn đầu tư như thế nào để có thể xây dựng được cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh? Quảng Ngãi trong những năm vừa qua thì với cái mục tiêu là chúng tôi phát triển về công nghiệp xem như đây là một cái nhiệm vụ đột phá của tỉnh. Và chính vì cái mục tiêu này thì trong vấn đề kêu gọi thu hút đầu tư, đặc biệt là các nguồn vốn về hỗ trợ của Trung ương, các cái nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương và các cái nguồn vốn khác, chúng tôi tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Trước hết là hạ tầng về giao thông, thì các cái hạ tầng giao thông kết nối trong các cái khu vực, trong các cái vùng của tỉnh thì về mặt cơ bản là chúng tôi cũng đã tương đối là hoàn thiện. Cái thứ hai là các cái hạ tầng tiện ích trong các cái khu kinh tế và các cái khu công nghiệp, chúng tôi cũng được sự hỗ trợ rất là có trách nhiệm của Trung ương. Thưa ông, thì lúc nãy thì ông cũng có nói về cái thông tin là vào năm 2012 cái chỉ số PCI của Quảng Ngãi nó có hạ. Như vậy thì tỉnh Quảng Ngãi có những cái biện pháp nào để có thể mà cải thiện được cái chỉ số cạnh tranh của tỉnh ạ? Có thể nói rằng là từ năm 2000 trở về trước đó, thì đối với tỉnh Quảng Ngãi trong cái chỉ số PCI thì chúng tôi luôn luôn đứng ở cái nhóm trung vị, tức là nhóm thấp, vào khoảng 53, 54, 55 trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên rằng năm 2011 thì có một cái sự đột biến, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi vươn lên đến cái vị trí 18. Tuy nhiên rằng năm 2012 này thì có tụt xuống 9 bậc. Hiện nay cái bất cập mà chúng tôi thấy được là ba cái tiêu chí mà chúng tôi còn thấp nhất, đó là cái về cái thiết chế pháp lý, về cái vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp và về vấn đề đào tạo lao động. Thì trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tập trung cải thiện ba cái chỉ tiêu thành phần này, đồng thời các cái chỉ tiêu khác thì chúng tôi cũng sẽ có sự quan tâm hoàn thiện thêm để làm sao các cái chỉ tiêu đó càng ngày càng tốt hơn, chứ đừng có sụt giảm như cái thời gian vừa qua.
Thưa ông, thì hiện nay là các tỉnh miền Trung đều trở thảm đỏ cho các nhà đầu tư thì và đưa ra những cái ưu đãi về những cái lợi thế cạnh tranh. Như vậy thì có khi nào những cái ưu đãi đó gây nên cái sự bất lợi cho địa phương về dài hạn không ạ? Quảng Ngãi có xảy ra tình trạng đó không? Và Quảng Ngãi có những cái biện pháp nào để có thể vừa thu hút được đầu tư và vừa đảm bảo được quyền lợi của địa phương mình? Về vấn đề này thì có thể nói rằng cách đây vài năm thì thực tế nó đã có cái sự xảy ra, đặc biệt là những các tỉnh lân cận trong cùng khu vực. Tuy nhiên rằng trong 2-3 năm trở lại đây thì chúng tôi đã hình thành một cái mối liên kết vùng, đặc biệt là các cái tỉnh trong cái khu kinh tế trọng điểm miền Trung gồm có 5 tỉnh thì chúng tôi có cái ban điều hành chung, có ban điều phối chung của cái vấn đề liên kết này. Cho nên những cái cơ chế chính sách mang tính chất là khung của nhà nước thì chúng tôi chấp hành. Những cái cơ chế chính sách của vùng thì chúng tôi thực hiện. Và đồng thời thì đối với những tỉnh có cái lợi thế khác nhau thì chúng tôi có cái chính sách ưu đãi, nó mang tính chất đặc thù hơn, chứ còn không có cái tình trạng như trước đây là mạnh ai nấy kêu gọi đầu tư, mạnh ai nấy trả thắm đỏ. Và chính điều này thì tức là chúng ta tự phá của chúng ta trong cùng khu vực. Chính vì vậy cho nên chúng tôi hình dung rằng là bây giờ đã vào một cái sân chơi chung thì sẽ có cái luật chung và sẽ phát huy thế mạnh lợi thế của từng tỉnh cho nó phù hợp. Thưa ông, nhà đầu tư cho rằng là ở Quảng Ngãi thì người lao động vẫn còn thiếu cái nguồn lao động trình độ cao và cái kỷ luật của người lao động dường như là cũng vẫn chưa có giữ được cái kỷ luật lắm. Thì theo ông, tỉnh Quảng Ngãi nên cần có những cái biện pháp gì để có thể xây dựng nguồn nhân lực vừa có chất lượng và vừa hấp dẫn được nhà đầu tư ạ? Rõ ràng là như vậy, bởi vì xuất phát từ cái một cái tỉnh về nông nghiệp cho nên là trước đây cái đào tạo của lao động của chúng tôi thì nó đạt ở mức độ thấp. Tuy nhiên hiện nay thì đã xây dựng một chiến lược đào tạo lao động từ nay đến năm 2020 và hướng đến năm 2025. Và chúng tôi đào tạo lao động chuyên sâu, đào tạo lao động theo đơn đặt hàng của các nhà đầu tư để đảm bảo là các cái lao động này được đào tạo đáp ứng được cho cái yêu cầu của các nhà đầu tư. Thì cái đấy là nâng về số lượng. Về mặt chất lượng thì chúng tôi cũng hết sức quan tâm. Bởi vì như tôi đã nói về tác phong công nghiệp thì nó khác với tác phong nông nghiệp. Cũng có những cái diễn giả nói rằng là trong làm công nghiệp mà có khi đôi khi có một cái sự việc gì đó dỗ chạp thì lại nghỉ hàng loạt. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái văn hóa về công nghiệp, thì cái chuyện này không phải là một sớm một chiều mà chúng ta khắc phục được. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải có một cái sự chuyển động nhanh để cho người ta tiếp cận với tác phong của công nghiệp một cách là tốt hơn. Xin cảm ơn ông.